Citizen Pathway dành tặng hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng nhân sự kiện ra mắt trụ sở mới. Thưa các anh chị, đây là một tin rất là vui từ trước đến nay mà Diệp Trúc muốn thông báo và chia sẻ đến quý anh chị. Rất là trân trọng và biết ơn sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua đối với Citizen Pathway. Và trụ sở mới của chúng tôi sẽ chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 5 sắp tới tại số 1 Tôn Đức Thắng, quận Nhất. Đây không chỉ là biểu tượng của cam kết đồng hành lâu dài cùng các nhà đầu tư Việt Nam, mà còn là nơi mà chúng tôi sẽ đón tiếp gặp gỡ quý khách hàng thường xuyên, chia sẻ và cùng nhau viết nên những cái câu chuyện định cư thành công, kết nối các nhà đầu tư và chia sẻ những giá trị chân thật nhất và cơ hội mở ra một cái lợi thế trên toàn cầu. Và chúng tôi hân hạnh dành tặng những món quà đặc biệt nhất với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho những khách hàng mở hồ sơ trong tuần lễ vàng này, cũng như 168 suất dịch vụ visa du lịch không đồng cho tất cả những anh chị chúng ta đến tham quan trụ sở mới của chúng tôi từ ngày 6 tới ngày 15 tháng 5. Một lần nữa, Diệp Trúc và đội ngũ rất hân hạnh được đón tiếp quý anh chị.